kính lồi nha, kính lồi không không có viền nha, nó chỉ có bốn miếng bát này thôi, bốn miếng bát này nó bọc kính lại, đây bát này nó giữ lại cái kiến lại, nó không có cái viền hết á, đó. Đó giống như điện thoại mình tay gọi điện thoại không viền vậy đó, nó full luôn, full viền luôn, đấy. Con này là nó kính lồi, kính như giọt nước vậy đó, mình nhìn tại ngang á, nhìn ngang ngang chút xíu đó, nó giống như giọt nước vậy đó, ha. Nhìn nó đẹp, đấy, mặt trong là băng gỗ, thương hiệu là Champe, thương hiệu của Nhật Bản, Champe Mắt In Da Băng, đấy, con này là kim trôi nha, đấy, nó chạy ra, chạy rất là đều, còn cái này là cái lỗ này để mình gắn đinh vào để mình móc lên, nó có bốn giọt nước. Nó có bốn cái đế, 1, 2, 3, 4 bốn cái đế để mình để trong bức tường á, nó được căng đều hơn, bốn đế đồng bằng cũng giọt nước như kiểu cao su vậy đó, đẹp lắm, nó kiểu như cao su vậy đó. Rồi về kim như sau, kim kiểu kim hoa văn nha, kim hoa văn rất là đẹp, nó không có kim dây, con này có hai kim thôi, tại vì nó là kính mo, theo em nghĩ thiết kế này nó là kính mo, cái chơi này đó, cái chơi này là nó phía dưới nè, nó sát quá, nó sát quá, nên nó bỏ luôn cái kim dây, thì nó còn là hai kim thôi, nên theo em nghĩ là như vậy, tại vì nếu mà thiết kế thành kim dây nó sẽ cắn vô cái kính mo này, thường kim dây nó sẽ dài hơn kim phúc, thì nó sẽ cắn, nên cái mẫu này nó thiết kế chỉ hai kim, mang tính cách cổ điển, nó thiên về cổ điển nhiều hơn, đấy, treo lên là rất là đẹp, độc không đồng hàng. Hoa văn đẹp nha, con này hoa văn đẹp, kim cũng đẹp luôn, nhìn phía ngoài á, nhìn phía ngoài nó sẽ đẹp hơn trong video rất là nhiều, tại chất lượng video nó không được, kích thước của cái máy điện thoại mình nó nhỏ so với thực tế nên mình coi không phải rõ. Con này để em đo kích thước như sau nha, bề ngang của nó hãy em đo là 40 đó, bề ngang 40, chiều cao 30. Chiều dày của nó là chưa tính tới cái kính mo nha, mình tính chiều dày của cái tấm ván này thôi, là tầm 2 phân, chưa tính cái mo ra ngoài nữa, mình chưa có tính thêm cái mo ra ngoài này nữa, chưa tính cái mo ra thì nó tầm khoảng 3 phân á, nó bự lắm, mình thấy nó bo cũng dày đó, đó thấy nó bo cũng 2 phân á, bây giờ nè con này nặng á, con này cầm lên khá nặng tay, nhìn chéo xéo thì nếu mình treo lên mình chéo xéo nó giống như giọt nước vậy đó. Con này là Chamber, thương hiệu nội địa Nhật Bản, full viền, như điện thoại vậy, full viền, nó không có cái viền, thì con này chi tiết chỉ có như thế thôi, nói chung là kiểu cổ điển thôi. Ok, giá cả em để phần mô tả nha, toàn bộ em bán đều bảo hành 12 tháng nha, mọi người cứ yên tâm, toàn bộ em bán trên mạng là đều bảo hành 12 tháng hết á, uy tín rồi, ship nhận hàng mới thanh toán nha.